Lời nói đầu tiên hôm nay Tuấn xin kính chúc cô chú chị các bạn lời yêu thương bên gia đình và hạnh phúc nha. Đến với kênh Phan Thiết Âm Thực Vlog và hôm nay Tuấn xuống cảng Phan Thiết quê mình. Hôm qua có một nhóm đang đi đánh bắt xa bờ nghề mưu sinh bạn. Nghe nói rằng bắt cá di bằng trồ cá gì mà tí thôi mà bán 750 một ký. Ngày anh ấy bắt kiếm được 5-3 ký mọi người, mà 4-5 anh em luôn mọi người. Thì hôm nay Tuấn xuống cảng đây quay và review cho mọi người xem nghề mưu sinh tại cảng Phan Thiết của mình nha mọi người. Đây đằng nắng chang chang. Ở cảng Phan Thiết quê mình thì mọi người thấy những con tàu mà đang đánh bắt xa bờ mà tại cảng đây đang neo đậu đây là mọi người biết là do nước lớn bạn ạ. Nước lớn rồi do sóng quá nên là đánh bắt xa bờ không có cá bạn. Thì vô đây núp, cư trú núp đây. Rồi cá rồi ở đây mọi người thấy thì con sông mà nước lớn như vậy là trong như vậy là mọi người biết là các cô chú đánh bắt xa bờ rồi là neo đậu đầy luôn. Sáng giờ đánh có không chú? Hả? Có không? Được rửa gần 4 ký anh. Dạ. Đó bán mình bán hết hả? Còn hả? À dạ hả? Anh thường bán nhiều ký? Dạ đậu đậu 105 ngàn. À ngon không? Từ rồi rối luôn không? Lời nói đầu tiên hôm nay Tuấn rất là cảm ơn mọi người qua xem video, nhớ chia like chia sẻ cho mọi người ủng hộ kênh mình nha mọi người. Mình đây vòng vòng xuống cảng Phan Thiết quê mình quay cho mọi người xem nghề mưu sinh tại cảng. Mấy chú mấy anh đang bắt cá đánh bắt xa bờ rồi nha. Những đoạn hình ảnh ở đây là mọi người thấy những con tàu đang neo đậu đây là mọi người biết là ở ngoài đó gió to gió lớn mà cho nên tàu thuyền vô đây neo đậu nè. Chứ thường thường mọi người mà thấy những miếng tàu này mà đi bắn hết đó là đi ra ngoài khơi. Thấy nhiều cảnh ở bên kia rất là đẹp không ha. Quay giới thiệu cho mình xem những hình ảnh đẹp ở đây rồi mà. Thấy chưa? Dạ. Dạ. Trời ơi, cá nhỏ tí quá trời mọi người. Nước vô bơm ra à cô? À. Dạ, dạ hả? Mà nước nó thuyền nó bị lủng hay sao nó vô vậy? Hay mưa? À dạ hả? À là. Dạ. Cục đá. Còn không được không? Bị mực luôn. Mực giới thì về ăn hay bán hả chú? Bán hả? Còn không? Rồi hả? Rồi. Này tới đây mấy chú thì đang quay thì review cho mùi xem cái hình ảnh đẹp không ấy. Đang bắt cá gì đây? Nghề mưu sinh tại Phan Thiết quê mình mọi người. Sáng giờ có không anh? Sáng giờ có không? Có, ít hả? Nó có mấy con sống ở trên này có không? Chết hả? Có không anh?
rách hết luôn hả? Sáng giờ được nhiêu anh? Hết hả? Mới xuống hả? Đó, đó, còn cước đó là y ba luôn á. Trời, chắc ngủ luôn nha. Cái rổ, cái rổ người nó trâu ra. Rổ trâu ra. Bắt cá gì anh? Cái gì con? Cái gì con? Cái gì con? À. Nó tính là bán dùng lạm. Hả? Bán dùng lạm. Dạ. Mình bán dùng lạm 2 kg. Bán ký hả? Bán ký. Ký 700 hả? Cũng được tính con á, là cũng được 6.000 con á. Đúng chưa hả? Trời. Xíu à. Nó làm như hột dưa mà lỡ vậy đó. Nó nhỏ nhỏ không hả? Hột dưa mà mới bả dây mà thấy nước còn mặn. Cỡ cái cá con nó cỡ hột dưa à. À. Bây giờ nó làm cái giống ha. Cái giống làm giống rồi hả? À. Nó nhỏ nhỏ vậy hả? Đó, đó, bắt đầu vớt tiếp nè. Đó, nó chạy rồi, có gì nhặt hết. Đó. Cuốn nè, bắt đầu vòm lưới nè. Đó, vớt lên. Đó, trời, đó quá. Ồ, quá trời luôn không? Dạ, vậy muốn đâu. Đó, dù như đây bao nhiêu là phải dùng nhiều lắm. Dùng vậy nhiều quá ha. Mới được tí. Tập vô cái đống cây đó là đi bài. Được không? Thấy người cũng xin bắt cá gì. Ồ, cây, cây ra. Ồ, dạ bạn mày làm nha, tao mua tao làm cái giả kia nha, cho nó lành hồng đóng luôn giả dễ làm hả? Lúc giờ đứng trên đây đi vòng vòng làm áo gì? Mua khoách ba lạch á, bảo lạch chứ, rồi mấy cái kim kim chi nó ba lạch nó lớn lắm, không sợ gì được. Mua kim kim cũng được, mua cái kim nữa đi, kim 2.000 đó, cái ngàn ngàn cái sợ nó bự không đâu. Đây cái ba lạch nó dạy cần sợ đi luôn. Cho cá nhảy luôn. Luôn không? Cá gì? Biết cá gì thì bán 700.000 ký mùi đã luôn ha. Hôm nay Tuấn quay về review cho mùi xem nghề mưu sinh tại cảng Phan Thiết của mình.
mấy anh đi bắt cá gì à, cá gì nó nhỏ 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 bạn, múc biết bao lâu mới được được ký bạn, cho ký có 700 ngàn mà căng lắm rồi. Quay chơi vui. Mình đang gì? Tiểu Văn, anh giờ anh nữa bao nhiêu người đang rồi 416-15 kg. Em đấy thích quay lắm. Đấy là bao lâu chưa? Không quay quyết định đi. Kênh của anh đó là Phan Thiết Ẩm Thực Vlog. Quay là Tiểu Văn. À Tiểu Văn hả? Ấy cái điện thoại chống rung á. Chống rung á là mua cái điện thoại chống rung quay chứ nó rung là người ta coi mở mắt. Đây là nghề mưu sinh tại Phan Thiết với mình. Thì hôm nay Tuấn quay và giới thiệu cho mọi người xem là nó không sống ở đây Phan Thiết bạn. Ở mình thấy múc về bên kia không? Có xa xa có chiếc tàu biển từ Phú Quý vô cảng bạn. Đây có một chiếc ghe nhỏ nhỏ kéo vô bạn à. Chiếc ghe nhỏ kéo vô á. Tại vì bạn mọi người biết không, vô đây kéo để lấy trớm từ từ vô, cho nếu chiếc xe mà tàu mà nó chạy tốc độ nhanh vô đó là nó va chạm bạn. Cho nên có một chiếc tàu nhỏ kéo vô. Rồi đã chưa mọi người. Từ Phú Quý vô đất liền tại Phan Thiết quê mình à. À, từ chỗ mình quay đây là ra chiếc tàu đó là tầm cỡ 100 mấy chục mét. À, đây bạn đang cá lên nè. Đã chưa, rõ nào rõ nấy mọi người không, xin luôn không. Đó, hai vỏ luôn. Đó, thấy chưa? Trời ơi, con nào nó xinh lắm nữa chưa mọi người. Nên nhiều lúc mọi người thấy ở đây cuộc sống người dân thiếu của mình thấy vất vả chưa mọi người. Đó, giờ mới là mấy chú, mấy anh kia đang ăn sáng. Đây có lưới xong đem cá vô bạn, bây giờ là ngồi ăn thấy khổ không? Nước à? Có chứ, cho mấy chai nước đi. bắt đầu là kháng nước rồi, uống nước không nè. Nó có người phụ nước cho uống bạn, nước rồi đầy đủ chứ, trà tắc rồi nói chưa mọi người. Đó khi nước à, rồi thì cũng có cá nữa chưa. Cá đó hai ba vỏ luôn. Hai vỏ là nhiêu ký cô? 20 kg hả? Đó đây nữa nè. Thích vô bạn. Đó. Sáng giờ có cá không anh? Đó là đang đây là gỡ lưới ra xong hết rồi, bây giờ vũ lưới cho sạch.
bên kia không bạn? Có nhiều người bây giờ đang gỡ xong rồi là ăn sáng. Đây, thấy chưa? Thấy đang ăn sáng người. À, thì các bạn thấy đánh bắt xa bờ là một điểm bờ và cuộc sống của ngư dân Phan Thiết quê mình. Thì hôm nay Tuấn sẽ quay và review cho người xem những hình ảnh tại Phan Thiết quê mình mà. À, đây đánh bắt xa bờ con. Có nghĩa là nãy ông chú kia bạn, chú đó là đánh gỡ được mớ cá bạn. Rồi dưới có hai con mực, rồi hai con mực khổng lồ luôn người. Nhìn hai con mực mà nhìn thấy thêm luôn rồi, cho tôi đô rối luôn. Mấy trăm ngàn ký luôn ạ. Mình hôm nay Tuấn chỉ giới thiệu cho một xem Phan Thiết quê mình. Mọi người có dịp về Phan Thiết đồ ghé đó đã chưa? À, đang gỡ cá nè. Chú dưa cô đang gỡ cá. Cách trích rồi bạn. Cá này làm gỗ thì y bài rồi. Đã chưa? Thì xa xa ngoài kia ngồi mọi người thấy đó, ngoài cái ghe ngoài kia bạn. Mấy anh cũng đang gỡ lưới nè. À, thấy chưa? Nó nhìn mọi người thấy nhìn là thấy tiếp xít như mọi người đó khúc mệt nữa bạn ạ. Có lần chạy một néo này mọi người thấy rất là đẹp không? Gió đánh nó không có hả chú? À, gió đánh không có. À, lưới xe quá đánh không có. Ừ, tháng này ít ghẻ hơn hả? Tháng 10, tháng 11 quá. Tháng 11 là bao nhiêu ha? Chứ còn đi ra là gió đổ tổn luôn rồi. À, tính là mình đi mấy ngày luôn ha chú hả? Mấy ông công an đồ ông không cho người ta bán quán nhậu rồi người ta không có mua nữa. À dạ ha. Trời ơi, mỗi ngày mỗi khác ha. Nhậu vô ông bắt xe ông phạt ra 7 triệu mười mấy triệu rồi người ta đâu dám nhậu. Đâu dám nhậu nữa thôi chứ. Mà đã vậy còn mình đánh đất xa bờ không có nữa. Đất xa bờ không có. À. Trời ơi, mình thấy ha. Ủa mọi người thất thu à. Ờ, để ra đâu? Ba chè đó mày lấy. Đây cũng vậy. Có ghẹ chú? Đang đánh lưới, gỡ lưới, giả lưới hả? À, nói gỡ hồi nào bây giờ không đã hả chú? Đây là xong hết rồi hả? Là 4 giờ sáng bây giờ xong hết rồi. Thấy ở đường đạp Phạm Văn Đồng mọi người. Bây giờ cô chú đánh bắt xe bờ cá năm nay ghẻ rồi không có, gió quá mọi người. Được, có cái dòng này gỡ cũng nhanh nè. Đây các bạn thấy không, đi múc bận được thôi. Đi có một đoạn đường mọi người thấy mấy chú đồ gỡ lưới đồ rên quá trời mọi người. Biển thì mọi người thấy biển này, tàu thuyền quá trời luôn đó. Mọi người mà thấy mà khi mà đến cầu cận đạo Phan Thiết quê mình mà nhìn thấy tàu thuyền mà nó dày cui vậy là mọi người biết là gió quá người ta ít đi ra đó. Mọi người có chú nói là coi như là gió bạn, là đánh lưới nó xe cho nên nó không có dính ghẹ được bạn. Làm rồi đó gió nó đánh lưới nó xe lại, nó cuốn lại không có không dính. Ồ, mình thấy không? Đó mấy trước là mình thấy ở đây là đánh lưới đồ là ghẹ đồ quá trời luôn. Tháng này gió bắt quá không có không?
rồi đánh chạy cui luôn rồi đó, lính lưới không queo luôn. Mình đánh có ghẹ gì không anh? Gió quá không có hả? Dạ rồi. Đi mấy ngày vô mà vất vả mà không có rồi xong thôi chứ. Một lần đánh vòng luôn, tốn dầu tốn tổn rồi, công mình không nói nhưng mà tốn dầu tốn đồ, mất sức lao động. Một tấm lưới này thường thường dài bao nhiêu mét anh? Dài à, đánh vô vất vả không, đánh ra nó gió quá mà nó cuốn không có ghẹ luôn, có mình vô ham 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 tí. Cho nên điều này đi vô là phải đi cái đít vô trước cho bà chứ. Để bà cành bà là bà đạp là mình chạy luôn. Thấy một cái thấy vất vả không người. Ở dưới này mọi người thấy ghẹ rồi là mấy đợt trước tới đây ghẹ nhiều lắm mọi người. Mà bên đây ghẹ không có. Lưới không, không có ghẹ. Trời, cái con ốc vừa đã không? Ừ, con ốc. Ốc này ốc gì chú à? Dạ hả? Nên nó có là sao bỏ uống này? Ăn được mà điều bây giờ ai cũng làm bằng hiểu. À, con này còn sống bộ? Còn. À. Lưới thì quá trời không có một con. Đó, mình đi một vòng vòng quay một phim hình ảnh đẹp tại cảng Phan Thiết của mình. Đây là Phạm Văn Đồng. Ngay cầu Trăng Đạo chạy xuống rồi. Đó, đây cũng được mớ ốc gì đây đây. Có ốc đá không? Đó, con mớ một người. Đó, đã chưa? Con ốc hương bự không? Ốc hương trước mà mùi. Ốc hương rồi chứ. Đây con có mớ ghẹ nữa nè. Đó, mớ ghẹ hơn ngon không? Đó, đã chưa? Dạ. Đánh được bao nhiêu rồi chú? À, cô? Ốp rồi hả? À, ốp hết rồi. Rồi cái con này con gì mà bỏ uống đây? Con này hả? Dạ hả? Con không ăn à? Lúc trong. Rồi còn mấy cái này dính gì nhiều vậy? Cái con đó luôn hả? À, lúc trong con. Ồ, dính đặc luôn. Quá trời luôn trời. Là mình phải đặt cho nó rụng ra hả cô? Ờ, nhỏ vậy hả? Ồ, kiếp chưa mọi người. Đúng rồi, con này nó nhọn không? Ờ, con nó không ăn được luôn. Trời ơi, dính đầy luôn. Người đây mất ghẹ rồi. Hết ghẹ hả? Đánh ốc nó mua đi. Chú đánh mấy ngày mà được mới vô của chú? Hai bữa hả? À, trời, hai bữa vô mà thấy chuyến này lỗ tổn rồi. Thấy ít quá ha. Con mớ rồi, bên kia không vậy bà? Hồi sáng bán hết rồi hả? Ồ, mùi không? Thì đến khi mà mọi người thấy đến bờ kè và mũi tàu ở Bán Thiết Quy Bình thì mọi người thấy không? Các cô chú người dân ngồi đánh bắt xa bờ bạn. Đầu năm mà đánh vậy lỗ tổn lắm mọi người. Rồi, ốc luôn, ốc để trò rồi đã không? Mới ốc rồi đã ngon không? Ốc ơi! Dạ, đó, ốc không? Ờ, còn đang mớ luôn này chắc được cả nửa ký ha. Ốc này được bán nhiều ký chú? 2.000 ký. À, ngon. Ốc hương ốc đồ luôn. Ốc hương luôn á ha. Hương đó. À, có con ốc hương bự á. Ừ, đã quá. À, mọi người thấy con trò dính mấy con chung quách trời luôn, bạc dính rồi. Rỡ không được luôn. Rồi mấy con dính đây luôn á chưa? Đây, nó sóc tay chừng nổi luôn mọi người. Thì mình sẽ đi vòng vòng quay cho mọi người xem những hình ảnh đẹp tại Phan Thiết quê mình rồi. Đó, đây là mũi tàu và kè đường Phạm Văn Đồng. Mọi người biết ở đây mà trước Tết nha là mình có quay cái video chéo ra trước đó mọi người. Ở đây hả? Sò rồi ghẹ ốc rồi quá trời luôn.
các chú đồ đi đến bắt cho vợ dính tay luôn xin và chuyến này chúc đi bị thất thu vui vẻ bên gia đình hạnh phúc gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Và Tuấn xin phép chốt video nha mọi người, hẹn video mới và cố gắng quay nhiều video mới cho mọi người xem những hình ảnh đẹp tại Phan Thiết quê mình, nhất là bên này mình ra biển Đồ Dương và những cảng Phan Thiết quê mình quay cho mọi người xem cuộc sống ở đây như thế nào nè. Rồi giờ xin phép mọi người nha, rồi bye bye mọi người nha mọi người, rồi bye bye.